Hello, xin chào tất cả mọi người trên kênh BDS. Chúc cho một ngày mới mạnh khỏe, được nhiều niềm vui. Hôm nay cổng BDS Cẩm Mỹ 1 sẽ chia sẻ với các bạn file quy hoạch phường Phước Tân. Phường Phước Tân là cách sân bay Long Thành là bao xa? Đi theo đường quốc lộ 51, từ vòng xoay cổng 11. Đây các bạn nha, sẽ đi quốc lộ 51. Đây các bạn thấy chưa, quốc lộ 51 sẽ đi là bao nhiêu cây số thì sẽ đến sân bay. Thì bây giờ là mình nói luôn là đến sân bay là khoảng 20 km, tính theo đường quốc lộ 51 và rẽ vào đường Lộc An nha mọi người nha, vào khu dân cư sân bay Long Thành đó. Và bây giờ chúng ta sẽ khám phá từ vòng xoay cổng 11 thì nó kế bên nó là phường gì? À, phường Long Bình. Phường Long Bình thì xã Phước Tân giáp phường Long Bình. Ở đây người xưa người ta gọi là cổng 11 các bạn nhé. Cổng 11 nay nó là trở thành vòng xoay. Vòng xoay. Đây, con đường Võ Nguyên Giáp. Mình sẽ quay cho các bạn xem nha, đường Võ Nguyên Giáp rất là lớn. Đây. Là con đường này sẽ nối liền khi đi ra về Sài Gòn và ra quốc lộ 1A đến ngã ba Vũng Tàu, là sẽ nối liền quốc lộ 1A về thành phố Hồ Chí Minh đấy nha mọi người nhé. Và chúng ta tiếp tục lên đường Võ Nguyên Giáp. Khu này là khu vườn dừa. Rồi chỗ này đã quy hoạch khu gì đây? Đất công cộng, thương mại, dịch vụ. Rồi chỗ này sẽ bị quy hoạch này. Và các bạn biết con đường to là chỗ này là cái gì không? Con đường to này là đường quy hoạch cao tốc Biên Hòa, Biên Hòa Vũng Tàu. Rồi các bạn nhìn thấy chưa? Đường rất là lớn. Và những con đường được kết nối, những cái đường sắt, đường sắt sẽ kết nối với quốc lộ 51, quy hoạch rất là lớn. Đường này đường số 36. Đây, các bạn nhìn thấy kinh điển chưa? Tại khu phố Hương Phước. À, đây dính quy hoạch rất là lớn. Những cầu vượt và đường ray xe lửa, nút giao thông đường sắt. Khu ở dự án mật độ cao. Đây mà ai còn nhớ ra đường chùa Pháp Hoa không? Ngày xưa ta gọi là vô trường Lâm Văn Tích đấy, ấp Tân Cang. Tí nữa chúng ta sẽ đi hết những chỗ nào mà nổi tiếng, những dự án nổi tiếng thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Nào là vườn xoài, chỗ nào là điểm chính rồi sân golf thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Ở trong sân golf này nó có một dự án rất là lớn với xã Long Hưng, một trong những dự án lớn nhất của tỉnh Đồng Nai, là khu dân cư đô thị. Sau này nếu mà phát triển thì khu phố này nó rất là đẹp. À, chỗ này là nút giao thông này, là sẽ sắp tới là sẽ có quy hoạch gì nữa đây? Trạm y tế. Nó kế bên giáp ranh phường Phước Tân á thì nó là có phường An Hòa các bạn nhé. Phường An Hòa là ngay chỗ giáp giáp ngã ba Vũng Tàu đấy. Và chúng ta bắt đầu. Điều đặc biệt nhất ở đây á, ở xã Phước Tân nó sẽ sau này nó có một cái khu du lịch Sơn Tiên nằm ngay đoạn này, thuộc giáp đất với Phước Tân mình là phường An Hòa với Long Hưng, thì trong đây là quy hoạch khu Sơn Tiên. Đây là phường Phước Tân, chỗ này là tôn đất tôn giáo là giáo xứ Thiên An các bạn nhá. Chỗ này nó có một cái vòng xoay, sau này sẽ bị quy hoạch, đường này là đường vào Tân Cang. Và chúng ta đi tiếp lại thấy một vòng xoay
Vòng xoay chỗ này là chỗ nào đây ta? Quốc lộ 51. Hiện bây giờ là quốc lộ 51 là chưa có, ngay phường Phước Tân là chưa có một cái vòng xoay nào nằm ở điểm giữa. Đây nó sẽ có một cái vòng xoay nữa đây này. Quốc lộ 51 là đường số 2. Đất dự án phát triển hạ tầng. Đây, quy hoạch khu này là quy hoạch rất là lớn. Đất dự trữ phát triển dân cư. À, chỗ này để mình... À, đây là trường học, trường trung học phổ thông Phước Tân. Là chỗ ấp Miễu đây nha các bạn. Đi vào sông Buông. Ở trong đây là sông Buông. Sông Buông này là được nối liền với huyện Long Thành. Thác Giang Điền. Thác Giang Điền thì nó nằm tận ở đầu trên đây các bạn ạ. Nó nằm tận ở trên đầu nguồn. Và sông Buông, đây là cầu sông Buông đây mọi người ạ. Cầu sông Buông nha. Đó. Khu phố Đông. Đây là cầu sông Buông này. Chỗ này có một cái vòng xoay. À, gọi là khu phố Tân Mai 2 đấy. Với liền kề kế bên là ấp khu phố ấp Miễu. Khu phố ấp Miễu là trên đây. Nó giáp với cầu sông Buông. À, bây giờ là khu phố Đồng. Đấy, ngày xưa đó là ấp Đồng, đường ấp Đồng. À. Và chúng ta tham quan tiếp. Đây, chúng ta bắt đầu đi tiếp. Ở chỗ này là cầu Suy Đột. Ngày xưa là huyện Long Thành nhưng bây giờ là phường Tam Phước nha mọi người. Đây, phường Tam Phước. Đó. Chúng ta từ cầu Suy Đột này đi đến Long Thành, sân bay Long Thành á thì khoảng 14 cây số. Đây là chợ Tân Mai 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn gạch Granite Đồng Nai. Đó, ngay chợ Tân Mai đấy nha mọi người. Và chỗ này sau này sẽ có một cái vòng xoay ngay cổng sân golf quốc lộ 51. Chỗ này là con đường Long Hưng vào khu dự án lớn nhất của tỉnh Đồng Nai. Khu vực mà được làm cách đây hơn 20 năm rồi nha mọi người. Thì sau này ở trong khu trong Long Hưng này là có sân golf, những dự án nó rất là lớn. Chỗ này là các bạn đi từ ngã ba Vũng Tàu về thì có cái cổng, cái bảng sân golf thì được đặt ở đây. Thì chỗ này là hiện bây giờ chưa có vòng xoay, chỉ là một ngã tư đi qua chợ. Có một con đường quy hoạch nữa, con đường rất là lớn. Là đường 771. Sẽ nối từ Long Bình, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Đi Long Thành, qua Tam Phước luôn. Con đường này rất là lớn nha mọi người. Đây, nó đó. Khu phố Tân Mai 2. À, đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái điểm đặc biệt nhất. Giáo xứ Thiên Phước. Khu dân cư ở đây là cực kỳ lớn. Khu này đã có cách đây khoảng gần 70 năm. Giờ thì chúng ta sẽ lấy điểm ngay ngã tư chợ Tân Mai 2, đèn xanh đèn đỏ ngay bảng sân golf, chúng ta đi tiến vào đường Long Hưng xem vô sân golf nó có cái gì. Quay trong sân golf là có những dự án như thế nào các bạn nhé. Các bạn nhìn rõ không ạ? Thương mại dịch vụ, công trình. Ồ, quá quy hoạch rất là nhiều những công trình văn hóa công cộng. À, có bến xe. Có bến xe nữa đây. Đây, mình sẽ vô đây cho các bạn xem những dự án này của sân golf và Long Hưng. Ở Long Hưng thì ở bên này á nó rất là lớn, nó được quy hoạch ngày xưa nó là ruộng lúa. Được sông này là sông Cái. Ngày xưa là các ngư cụ mà làm nông nghiệp á là những khu này là ruộng lúa rất nhiều. Giáp với đi qua xã Long Hưng này với cái sông này là đến qua quận 9. Giáp với Sài Gòn đấy.
và quấy đất sau sân golf Long Thành, là nó giáp với Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì con đường này hiện bây giờ nó đã đang làm cho mọi người. Con đường này rất là lớn. Và chúng ta lấy điểm chính từ ngay chợ Tân Mai 2, chúng ta lại đi vào sân golf Long Thành. Các bạn xem những cái dự án của sân golf Long Thành và dự án trong Long Hưng nó lớn như thế nào. Ấp Đặt Chiết đây, khu sân golf Long Thành này, khu vực sân golf Long Thành, cái khu vực này xây rất là cao cấp. Này, có những cái khu dân cư mà sân golf Long Thành quy hoạch lại rất là kinh khủng. Mình là người Đồng Nai, mình muốn chia sẻ tất cả những cho tất cả mọi người trên kênh BDS Cẩm Mỹ 1 để biết khu vực, tất cả vị trí ở Đồng Nai. Và Đồng Nai là một trong những nơi sẽ phát triển khi sân bay Long Thành được cất cánh. Những khu vực ở đây thì sẽ rất là đẹp và lộng lẫy. Các bạn nhìn thấy chưa? Ở đây là ruộng lúa ngày xưa, nhưng bây giờ là khu đô thị mới Biên Hòa. Giờ thì chúng ta sẽ từ vòng xoay cổng 11, chúng ta đi thẳng đường Võ Nguyên Giáp. Thì đường Võ Nguyên Giáp ở hai bên đường này á, hiện bây giờ là những con đường chuyên về bán những loại, các loại xe cơ giới, các loại xe ô tô vận tải. Sắp tới là sẽ quy hoạch cái khu này là chợ đầu mối để cung cấp cho thị trường đây. Và chúng ta đi thì đường Võ Nguyên Giáp sẽ có cũng nối với đường kết nối với đường song song, có một đường ray xe lửa để đi về Long Thành đó mọi người ạ. Đường ray long ray xe lửa này sau này sẽ chở hàng hóa vào sân bay Long Thành đi các tỉnh thành từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, để làm gạch, làm khai thác đá. Đó, những cái màu sắc như vậy là khu vực trong đây là gọi là hầm đá, bây giờ là phường Tân Cang gì đấy. Cũng giáp Tam Phước, khu vực này là giáp Tam Phước. Trường quân 2 nằm ngay đoạn này nha mọi người. Các Ba Thái Lan nằm ở đầu trên đây. Cầu Suối Độ đi lên đây là Các Ba Thái Lan nằm đoạn này 4 cây số, và sau đấy vô đây là đường Phùng Hưng. Đường Phùng Hưng là đường Các Ba Thái Lan, đi vào thẳng trong đây thì là khu ở đây là bên ngoài này là Long Đức 2, phường Tam Phước. Phường Tam Phước, khu này bây giờ bị quy hoạch là khu rừng cùng với xã Tam Phước, phường Tam Phước, lục quân 2 đều nằm trong quy hoạch đất rừng. Đây khu du lịch Vườn Xoài đây nha, cũng rất là lớn đó mọi người ạ. Mọi người nhìn thấy rõ không? Khu du lịch Vườn Xoài. Ở khu du lịch Vườn Xoài này rất là đẹp, rất có nhiều con thú rừng, không để cho tất cả mọi người đi tham quan, nhất là trẻ em vô đây xem thì rất là mát. Và chúng ta đi tiếp. Đường Võ Nguyên Giáp này là được nối thẳng ra gần Ủy ban huyện Trảng Bom, ra quốc lộ 1A. Và chúng ta lại tiếp tục về Vườn Xoài. Thì từ cổng 11 đến Vườn Xoài là 7 km, và từ Vườn Xoài đi tới nữa một đoạn, nó có chỗ này là ngã tư. Đường này là đường gọi là đường Bắc Sơn, để đi vào sân bay Long Thành, vào khu công nghiệp Giang Điền, đi qua phường Tam Phước, đi vào khu công nghiệp Giang Điền. Cái khu ở đây nó là xã Bình Minh, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom. Đây là hết đất của xã Phước Tân. Mình quay tổng thể vành đai cho mọi người cùng xem. Đó, phường Long Bình, phường Long Bình Tân. Phường Long Bình khác nha mọi người, mà phường Long Bình Tân khác. Nếu đến đoạn này là thuộc phường Long Bình,
và Phường Long Bình Tân là nó có một con đường thẳng đi về thành phố Biên Hòa luôn. Từ Phường Long Bình Tân, từ cổng 11 này đi vào khoảng 4 cây số là khu công nghiệp Biên Hòa nằm ở đoạn này. Nếu mà từ Sài Gòn về á, đến vòng xoay này thì rẽ phải là đi về sân bay Long Thành theo quốc lộ 51 nha. Còn mà đi thẳng luôn là đường Võ Nguyên Giáp, đi thẳng ra huyện Trảng Bom. Từ Sài Gòn đi về rẽ trái là đi quốc lộ 15, quốc lộ 51. Đó. Đó. Mà chúng ta đi tiếp để khảo sát những khu đây nó sẽ phát triển tương lai sau này như thế nào. Xã Long Hưng, phường Tam Phước. Các bạn nhìn thấy chưa, phường Tam Phước rất là rộng. Đã, qua tới bên này nữa này. Đã. Quốc lộ 51 là nó được đi thẳng vào tâm của phường Tam Phước, phường Phước Tân. Mà chúng ta coi trên bản đồ á thì nó có những ký tự. Là chúng ta đây tiện thể mình quay luôn cho các bạn xem là nó là diện đất gì, chữ ghi ký tự viết tắt nó hiện trạng như thế nào nha mọi người. Đây ký hiệu hiện trạng quy hoạch. Nó màu sắc là nó như thế nào thì các bạn chịu khó đọc nha. Đất chuyên trồng lúa. Đó, nó màu sắc là nó có L-U lúa lúa. Rồi NH HNK mã HT đất trồng cây hàng năm. CL N đất trồng cây lâu năm. À, các bạn nhìn xem đi. R SX đất rừng sản xuất đó. Mình quay cho các bạn xem. Và cứ theo thế mà biết hiện trạng đất viết tắt là hiện trạng đất gì, đất cơ sở hạ tầng, đất xây dựng, cơ sở văn hóa. Nó đều có cái chữ viết tắt ở đây này nha. Đó. Đó, thấy chưa? Mình có biết một số vấn đề gì thì mình cứ chia sẻ để cho các bạn biết là người Đồng Nai, khu vực Đồng Nai sẽ phát triển ra sao. Anh em nào muốn đầu tư bất động sản thì cứ alo cho mình. Mình cũng chỉ là giới thiệu nhà đất trong khu vực Long Thành, Trảng Bom. Đó. Và ai đang xem kênh của mình thì nhớ cho mình một like và đăng ký kênh để mình luôn có tinh thần làm những video chia sẻ cho các bạn. Chúng ta cùng đến tới hạnh phúc, thành công trong ngành nghề môi giới bất động sản nha. Chúng ta vừa xem qua một file quy hoạch của phường Phước Tân sơ bộ. Đây mình zoom nó lại nhỏ để mình quay tổng quan cho các bạn xem. Phường Phước Tân nằm ở trong lòng thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom, phường Tam Phước, phường Long Bình, phường Long Bình Tân. Đất Tam Phước rộng lắm đấy nha mọi người. Đó. Xã Long Hưng. Xã Long Hưng mình quay cho các bạn xem là xã Long Hưng. Đấy. Đây xã Long Hưng này. Rạch Chiếc. Phường Tam Phước, các bạn nhìn thấy chưa? Phường Tam Phước lớn không? Rộng lắm các bạn ạ. Phường Tam Phước với xa phường Phước Tân là giáp với thành phố Hồ Chí Minh đó. Cổng 11, quốc lộ 51. Đó. Đường cao tốc Biên Hòa Long Thành Vũng Tàu. Đấy. Đường ray xe lửa. Trạm để kết nối vào Long Thành, đường ray xe lửa đó nha mọi người. Các bạn nhìn đấy, hồi nãy mình có quay rồi. Rất là lớn, chỗ này là quy hoạch. Rồi, đường Võ Nguyên Giáp. Đường Bắc Sơn đi sân bay Long Thành. Đường vào hầm đá Thiên Cang, đi ra quốc lộ 51. Đó. Chỗ khu vực này là xã Bình Minh. Qua đây là xã Bình Minh rồi, huyện Trảng Bom. Đó. Sơ bộ qua cho các bạn nhìn tổng quan. Coi đất của mình nằm ở vị trí nào từ quốc lộ 51 để xác định vị trí. Và khu đó có cái vấn đề gì không?
có những công trình nào thuộc diện gì đó. Sân gôn Long Thành tổng quan đó. Có nếu mà ai mua đất ở đâu thì cứ lấy làm điểm chính là khu vực đó để mình tính ra cái lô đất của mình nó cách bao xa đó, đơn giản. Và cũng đại diện cho BDS Cẩm Mỹ 1 xin chúc các bạn mạnh khỏe, thành công. Và nhớ comment cho mình, anh em nào có nhu cầu mua bán bất động sản ký gửi, hoặc là các doanh nghiệp cần mua diện tích đất lớn để làm nhà xưởng công ty thì alo cho 6 tỷ 0982687668, gọi qua Zalo số 0988243078, đất nhà xưởng Long Thành nha mọi người nha. Xin chân thành cảm ơn. Xin chotttcmings th and hphsnb chin cdmvt mgs and long th and h city hotline 0986687668 gp and 6tct nutbtns and ti long tnang 9 Lian H Zalo 0982687668 bit dan 6T